Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương cho rằng xung đột Israel và Iran sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu. Iran là nước có sản lượng xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ ba trong khối OPEC, đặc biệt eo biển Hormuz nằm sát Iran. Nếu bị đóng cửa vì xung đột leo thang sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến giá dầu tăng mạnh. Khi đó lạm phát tiếp tục tạo áp lực cho các nước châu Âu và Mỹ. Nếu lạm phát không hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không sớm giảm lãi suất khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh. Chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và đồng đô la Mỹ lúc này đang gây áp lực căng thẳng tỷ giá Việt Nam. Mà nếu có những biến động mạnh hơn, ngân hàng nhà nước sẽ rất vất vả trong công tác điều hành chính sách tiền tệ. Ngoài ra, lạm phát vẫn duy trì ở các nước châu Âu sẽ khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam nếu các đơn hàng xuất khẩu vẫn sẽ gặp khó, mà sẽ ảnh hưởng đến việc nhà máy sẽ sản xuất cầm chừng, nhân công thiếu việc, người dân siết chặt chi tiêu tiêu dùng, càng tạo sức ép lớn hơn nữa cho các công ty sản xuất. Trong suốt thời gian vừa qua, kinh tế toàn cầu nhiều biến động đã tác động đến Việt Nam, nhưng chính phủ đã điều hành hết sức linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp sáng tạo và thiết thực. Do đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, các cân đối vĩ mô vẫn đảm bảo. Cuộc xung đột lần này với nhiều thách thức, khó khăn hơn, nhưng các cơ quan chức năng sẽ không chủ quan mà có các công tác điều hành dựa trên các kinh nghiệm trước đó sẽ hợp lý, hiệu quả và hài hòa nhằm mục tiêu ổn định và tăng trưởng nền kinh tế, ông Phương nói. Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định để giải tỏa các áp lực căng thẳng địa chính trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam khai thác tốt hơn các động lực tăng trưởng mới và cũng là xu thế tất yếu toàn cầu như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong điều hành, phối hợp chính sách, đặc biệt là giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô, bình ổn tỷ giá, thị trường tài chính tiền tệ, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm có tính lan tỏa cao. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Công Hiệp, Đại học RMIT Việt Nam đánh giá, với những lợi thế về kinh tế vĩ mô hiện tại thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát tốt được tỷ giá trong năm nay. Năm nay, câu chuyện vẫn sẽ là làm thế nào để có thể thúc đẩy được tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh tế hơn là bài toán tỷ giá. Có thể thấy rằng, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng một lượng dự trữ ngoại hối đáng kể, giúp tăng cường khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định tỷ giá. Điều này là một trong những yếu tố cốt lõi giúp Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ, linh hoạt trong bối cảnh tỷ giá có biến động. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước có thể áp dụng một loạt các biện pháp chính sách tiền tệ linh hoạt để đảm bảo lạm phát ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất chính sách và sử dụng các công cụ phát sinh tiền tệ. Sử dụng linh hoạt cho phép Ngân hàng Nhà nước cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục duy trì cán cân thương mại tích cực và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Điều này góp phần vào việc ổn định tỷ giá và cung cấp thêm dư địa cho chính sách tiền tệ nới lỏng. Giá vàng tăng vào thứ hai, thu hút một số lực mua trú ẩn an toàn. Trong khi giá dầu biến động sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel cuối tuần qua làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và khiến các nhà giao dịch lo lắng về những gì sắp xảy ra. Nội dung chi tiết ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé, sẽ có nhiều điều bất ngờ phía sau. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng cao hơn sau khi các chỉ số chính chốt phiên giảm mạnh vào thứ Sáu do kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn của Mỹ không gây ấn tượng, Reuters đưa tin. Cuối ngày thứ Bảy, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả đũa vụ Israel bị nghi ngờ tấn công lãnh sự quán của họ ở Syria vào ngày 1 tháng 4, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel. Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra giữa những kẻ thù không đội trời chung ở Trung Đông và sự lôi kéo của Hoa Kỳ đã khiến khu vực này rơi vào tình trạng căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia một cuộc phản công chống lại Iran. Israel cho biết chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Thị trường toàn cầu chật vật tìm hướng đi sớm ở châu Á vào thứ Hai sau những diễn biến cuối tuần ở Trung Đông. Khi giá dầu giảm mạnh trong giao dịch biến động, vàng tăng vọt và đồng đô la Mỹ nhìn chung ổn định, theo Reuters. Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0,25% xuống 90,21 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 0,35% xuống 85,36 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng tăng 0,7% lên 2.359,92 đô la Mỹ một ounce sau khi lập kỷ lục
2431,29 đô la Mỹ một ounce vào thứ Sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại màu vàng đã tăng khoảng 14% trong năm nay. Chris Wetton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết, mọi thứ dường như được quản lý khá tốt. Từ góc độ rất đơn giản, các hành động từ Iran thực sự không làm ai ngạc nhiên. Chúng rất giống với những gì chúng tôi đã định giá vào cuối tuần trước. Điều có thể khiến giá vàng tăng nhẹ là ý tưởng cho rằng chúng ta có thể thấy một phản ứng đáp trả khác từ Israel và nếu điều đó xảy ra, có thể khiến rủi ro tài sản giảm giá. Ở những nơi khác, hợp đồng tương lai kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm nhẹ với lãi suất ngụ ý là 4,53%, trong khi đồng đô la Mỹ giữ gần mức cao nhất trong 34 năm so với đồng yên ở mức 153,27%. Đồng euro và đồng bảng Anh cũng bị ghim tương tự, gần mức thấp nhất trong 5 tháng. Dữ liệu kinh tế Mỹ liên tục phục hồi, đặc biệt là báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến vào tuần trước, đã khiến các nhà đầu tư đặt kỳ vọng về tốc độ và quy mô các giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, khi lạm phát tỏ ra khó khăn hơn so với suy nghĩ trước đây. Hợp đồng tương lai dự kiến sẽ nới lỏng khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay, một mức giảm rất lớn so với mức 160 PPS đã được định giá vào đầu năm. Sự thay đổi lớn về triển vọng lãi suất đã khiến đồng đô la Mỹ giảm giá và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt. Với lãi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 5% lần đầu tiên kể từ tháng 11 vào tuần trước, Christina Clifton, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Commonwealth Bank of Australia cho biết, chúng tôi đã cập nhật dự báo của mình đối với FOMC Hoa Kỳ, đẩy thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sang tháng 9 2024. Thay vì tháng 7 trước đó, chỉ số CPI của Hoa Kỳ đã mạnh hơn dự kiến trong 3 tháng đầu năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ cần một chuỗi chỉ số lạm phát ở mức 0,2% trên tháng hoặc thấp hơn để khiến FED tin tưởng rằng lạm phát có thể duy trì ở mức thấp bền vững và lãi suất sẽ giảm, không cần phải duy trì ở mức hạn chế. Một loạt các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ phát biểu trong tuần này, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, người có thể đưa ra những thông tin rõ ràng hơn về lộ trình tương lai của lãi suất Mỹ. Trên thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tương lai đều tăng 0,3% trong phiên giao dịch ở châu Á, đảo ngược một số khoản lỗ nặng nề trên chứng khoán Mỹ vào thứ Sáu. Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức giảm trong tuần bị đè nặng bởi thu nhập mờ nhạt của ngân hàng và những kỳ vọng ngày càng tăng đối với chính sách của Fed. Cuối cùng, những gì chúng ta đang thấy vào lúc này là thị trường đang thực sự cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả năng nhận biết rủi ro về giá của họ trên thị trường này đã trở nên rắc rối hơn một chút. Và tôi nghĩ bạn không làm vậy nếu không có khả năng hiển thị đó, bạn sẽ có mức độ biến động cao hơn. Đó chính là tình trạng của chúng tôi. Weston, đại diện cho Pepperstone, cho biết Bitcoin gần đây đã giảm hơn 2% ở mức 65.547 đô la Mỹ sau khi giảm xuống dưới 62.000 đô la Mỹ vào Chủ nhật. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước nhờ dòng tiền chảy vào các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay mới và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của FED. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.